Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Final Cut Pro hay của Apple ha, phần mềm chuyên về chỉnh sửa video. Rồi thì tiếp tục cái giáo trình mà tôi đã tải phía dưới cái video này ở trong phần mô tả thì bạn lên tải về ha. Giáo trình Final Cut Pro X là phiên bản 10 đó. Rồi thì cái các video trước tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái việc là chúng ta nhập các video vào trong cái media vào trong cái phần mềm Final Cut Pro, rồi đó, sau đó chúng ta chèn vào trong cái thanh timeline. Tiếp tục thì cái video này chúng ta sẽ tới cái mục số 6 nè. Sau khi chúng ta sẽ làm một số cái thao tác ha, số cái thao tác tùy chỉnh đối với làm việc với cái thanh timeline. Chúng ta là mới ban đầu chúng ta làm việc với thanh timeline, còn bỡ ngỡ thì chúng ta sẽ tùy chỉnh một số, tìm hiểu một số cái tính năng trong cái thanh timeline này. Cái mục số 6 nè, working in the timeline. Rồi thì cũng tương đối đơn giản thôi, video này tương đối đơn giản thôi, mục số 6 trong cái giáo trình của tôi ha. Rồi thì trước khi vào cái phần mềm Final Cut Pro thì tôi sẽ nhắc sơ lại bên cái phần mềm Premiere Pro. Phần mềm Premiere Pro đây ha. Thì đầu tiên thì ta có cái sequence này rồi, nhập vào những cái video clip này rồi ha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái tính năng của timeline. Thì nó tương tự như bên Final Cut Pro thôi. Thì đầu tiên thì bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ chia làm hai phần. Phần bên dưới nó ghi chữ A. Chữ A là viết tắt của chữ audio đó, là âm thanh. Còn chữ V là viết tắt của chữ video, là hình ảnh đó, hình ảnh đó ha. Thì nó sẽ theo thứ tự là từ nhỏ đến lớn là 1 2 3 4. Audio cũng vậy, A1 A2 A3 4, thấy chưa? Còn cái video nào là video chính chúng ta khi chúng ta thực hiện thao tác chèn á thì nó sẽ có cái tùy chọn ở bên đầu ha, tùy chọn đây nè. Đó. Thì chúng ta mặc định là cái đây là cái video chính chúng ta. Audio cũng vậy ha. Đây là cái video chính là V1 nè, A1 nè. Đó. Ở khi thực hiện ta nhập import những cái video, những cái suột vào trong cái import những cái media vào trong đây thì nó sẽ là chèn trực tiếp vào trong cái video mà chúng ta đánh dấu. Đây là video chính và audio này, đây là video audio chính A1 nè. Đó. Rồi một số cái tính năng này cơ bản thôi, cái ổ khóa để chúng ta khóa lại không chỉnh sửa. Cái con mắt để chúng ta tắt lại hiển thị thôi, thấy chưa nào. Đó. Thì hồi qua bên Final Cut rồi thì cũng có cái phím tắt là chữ V đó, để chúng ta tắt mở enable hoặc là disable thì chúng ta tắt mở cái hiển thị cái video ha. Còn đây là có chức năng là chữ S là solo nè. Solo nghĩa là chúng ta chỉ nghe mình lên cái phần âm thanh của cái dòng này thôi. Cái dòng này bên đây người ta gọi là bên Premiere, người ta gọi là nguyên cái dòng này là track ha, track audio hoặc track video ha. Rồi đây tắt mở chức năng là nghe solo. Solo nghĩa là chúng ta sẽ nghe mình lên một cái dòng track này thôi ha. Những cái dòng track kia thì chúng ta tạm tắt đi ha. Bên Final Cut Pro chút ta cũng có tính năng này. Còn cái chữ M này là chữ mute, là chữ tắt luôn ha, tắt âm của cái dòng track này luôn, tắt luôn. Rồi thì trên đây là cái phần mà tắt hoặc hiển thị video, còn đây là tắt hoặc hiển thị nghe hoặc là không nghe cái phần audio âm thanh đó ha. Nó rất là đơn giản. Còn ở đây đây một số tính năng là trong cái đây, cái này là marker là đánh dấu thôi ha. Một chúng ta sẽ cũng có cái phần đánh dấu bên kia, bên Final Cut Pro as marker đánh dấu. Phím tắt là chữ bên kia là chữ M, này chữ M luôn, đúng ha. Rồi tiếp theo đây cũng có cái chữ snap là chế độ bắt dính. Phím tắt là chữ S này, thấy chưa? Bắt dính nghe là khi bạn rê cái vị trí thanh trượt á, cái sợi tóc này tới cái gần cái cuối video thì nó tự động nó bắt dính vào ha, nó bắt dính vào trong cái phần điểm đầu hoặc là điểm kết thúc của một cái đoạn video clip ha. Đó là chế độ snap bắt dính. Rồi cái này thì liên kết giữa video và audio ha, hình ảnh và âm thanh mặc định đã chọn rồi. Rồi rất là đơn giản thôi, trong timeline của bên Premiere rất tương đối đơn giản thôi. Còn đây là cái khoảng thời gian nè, mặc định cái sợi tóc chúng ta đang ở 6 giây, bạn click vào đây để bạn thay đổi lại. Thì tôi cho cái sợi tóc ta đi tới thời điểm là 5 giây. 5 giây thì bạn click vào đây là 05 ha, 0500. Enter. Bạn thấy chưa, nó di chuyển đến thời điểm là 5 giây và 6 frame đó nè, 5 giây 6 frame. Cái sợi tóc màu xanh dương nè, thấy chưa? Đó, đây là tùy chỉnh cái di chuyển sợi tóc thôi ha. Bên đây thì nút phát thì bạn hãy click vào cái nút play đây. Phát hoặc là tạm dừng hoặc là cũng tương tự gì, bạn nhấn cái phím khoảng trắng phím spacebar để nó phát nè, hay chơi sợi tóc nó chạy nè, hoặc là nó tạm dừng thì bạn nhấp lại lần nữa ha. Rồi rất là tương tự thôi. Còn đây thì cái đơn vị tính nó cũng tương tự như bên kia, là đây là cái đầu tiên là cái giờ nè, phút nè, cái đến là giây nè, cái đến cuối cùng là cái frame ha, hour, minute, second và frame ha. Rồi rất là đơn giản. Thì đây bạn muốn kéo co giãn thì đây cũng tương tự vậy, chúng ta co giãn theo chiều dọc chiều ngang. Click vào đây thay co giãn theo chiều ngang nè ha, co lại giãn ra đó theo chiều ngang. Còn đây là co giãn theo chiều dọc nè, đây là giãn ra nè đó, co lại nè đó. Hãy cho kéo co giãn cái thanh timeline chúng ta theo chiều ngang hoặc chiều dọc thôi. Còn di chuyển thì sử dụng phím
công cụ là chữ V để di chuyển video, công cụ là chữ H là hand tool bằng tay nè để di chuyển cái màn hình ha. Đó, rất là cơ bản thôi. Di chuyển màn hình nè, di chuyển nè, nó phóng to thì sử dụng phím tắt là chữ Z để phóng to thu nhỏ, thấy chưa? Chữ phím O để thu nhỏ lại. Rồi, vậy là cơ bản ta đã sơ thao tác những cái thao tác cơ bản bên cái thanh timeline bên phần mềm Premiere Pro rồi. Tôi sẽ qua cái phần mềm Final Cut Pro cho bạn xem. Nè, mở phần mềm Final Cut Pro lên. Rồi, bên phần mềm Final Cut Pro này thì chúng ta thực hiện hoàn toàn tương tự. Đầu tiên thì ta đã có những cái view clip ở trong cái thanh timeline này rồi. Thì cái thanh timeline này á, thì bạn sẽ thấy là nó đặc biệt hơn bên phần mềm Premiere Pro là nó sẽ có hai cái sợi tóc ha. Hai cái sợi tóc này, một cái là màu đỏ, bạn thấy trên màn hình không? Một cái là màu đỏ nè, một cái màu trắng và một cái màu đỏ ha. Thì cái màu trắng chính là cái vị trí mà khi mà thực hiện cái thao tác chèn hay là nhập video vào thì nó sẽ tính từ ngay trong cái vị trí mà cái sợi tóc màu trắng này. Còn cái vị trí chỏ chuột tôi đang rơi á thì đó chính là cái sợi tóc màu đỏ ha. Người ta còn hay gọi là red line, đó là đường thẳng màu đỏ đó, thấy chưa? Đó. Thì khi tôi rê tới đâu thì bạn lưu ý khi tôi rê tại vị trí nào thì cái màn hình review nó sẽ cho chúng ta xem cái kết quả cái review đó, thấy chưa? Chứ chúng ta không cần phải nhấn cái nút play, nó rất là hay bên cái phần mềm Final Cut Pro này. Thì bạn nhấn nút play, cái nút play là cái nút khoảng trắng á, phím space bar thì nó cũng phát vậy, thấy chưa? Nó cũng phát tính từ cái vị trí mà bạn sợi tóc bạn đang ở vị trí nào thì nó sẽ phát từ vị trí đó. Tôi nhấn thử ha, phím space bar là phím khoảng trắng nè, anh thấy chưa? Đó. Tôi nhấn một lần nữa thì nó tạm dừng, rất là hay ha. Bên phần mềm này nó tới hai sợi tóc lận, lưu ý phần đó. Rồi thì cái phần sợi tóc này á, thì khi tôi lên vị trí nào thì tự động nó sẽ phát, bạn thấy chưa? Tự động nó sẽ phát đó, là do tôi bật cái tính năng này nè. Ở đây nó sẽ có hai cái tùy chọn, bạn lưu ý hai tùy chọn ha. Tùy chọn này là bật hình ảnh nè, tùy chọn này là bật hình ảnh và âm thanh luôn nè. Tùy chọn này là hiển thị âm thanh thôi, thấy chưa? Mặc định nó hai cái tùy chọn này đều được chọn hết. Đường chọn thì nó sẽ tô màu xanh dương đậm ha. Như là khi tôi rê cái thanh trượt thê cái sợi tóc á thì nó sẽ phát luôn cái hình ảnh và âm thanh. Có thể là âm thanh bạn không có nghe được là tại vì tôi đang bật cái phần mềm QuickTime, là cái phần mềm quay video màn hình đó, thì nên các bạn sẽ không nghe được cái phần âm thanh của cái đoạn video clip này, chỉ nghe được cái phần âm thanh tôi đang hướng dẫn các bạn thôi ha. Nhưng mà thực tế thì nó đang phát giữa hình ảnh và âm thanh luôn đó. Còn cái trường hợp mà giả sử như các bạn muốn chỉ hiển thị cái hình ảnh thôi, không có hiển thị âm thanh, thì bạn tắt tính năng này ha, tắt tính năng này đây đó. Thì khi bạn rê cái sợi tóc màu đỏ nè thì nó sẽ chỉ phát cái hình ảnh thôi ha, hình ảnh cái cô bé đang đội nón bảo hiểm đó, thấy chưa? Còn cái phần âm thanh thì nó sẽ không có ha, phần âm thanh không có, để tránh trường hợp mà như có bạn thì như khi bạn rê nè, các bạn muốn tạm tắt cái tính năng đó để nó tránh làm phiền các bạn khi bạn rê sợi tóc nè, nghe âm thanh rất là khó chịu. Còn các bạn khi nào các bạn muốn phát á thì bạn nhấn nút phát đây, phím khoảng trắng space á, thì khi nó phát vậy nó mới có âm thanh ha. Còn khi bạn rơi như vậy đó, thì nó sẽ không có âm thanh, tránh làm phiền các bạn ha. Đó là bạn tắt cái tính năng này đó. Còn bạn muốn mở lại tính năng này thì nó sẽ có âm thanh. Còn một tùy chọn nữa là bạn muốn tắt luôn cái hình ảnh thì làm sao, thì bạn tắt cái tính năng này ha. Tắt cái này thì tự động nó sẽ tắt luôn cái phần âm thanh kế bên. Thì khi bạn rơi cái sợi tóc nè, khi bạn rơi vị trí chỗ chuột bạn á thì cái nó sẽ không phát, nó không review á, nó xong không cái sợi tóc bạn nó không có di chuyển theo, nó không cho các bạn xem biết trước cái kết quả bạn đang tại vị trí chỗ chuột tôi đang rê nè, anh thấy chưa? Đó, thì bạn nhìn cái bảng review trên đây nè, nó đâu có hiển thị cái đoạn video clip chạy theo chúng ta đâu, thấy chưa? Nó đâu có phát video clip, khi tôi bật lại thì nó mới phát nè, bật lại, rồi khi tôi phát thì đây nó mới phát theo, anh thấy chưa? Đó, nó phát rồi đó. Còn khi tôi tắt cái này thì tôi nhấn là rê chỗ chuột đây thì nó không phát, bạn thấy chưa? Lưu ý chưa? Tôi đâu phát đâu, đúng không? Rồi tôi bật lại. Rồi trong đây nó sẽ còn một cái tùy chọn nữa là cái hình cái tai nghe này solo. Thì tương tự như bên Premiere Pro nãy có chức năng solo đó, thì khi bạn click vào đây thì cái video clip nào bạn đang chọn thì nó sẽ chỉ nghe được âm thanh của video clip đó thôi, còn những cái video clip còn lại thì nó sẽ bị tắt tiếng ha. Điển hình là nó sẽ bị tô màu trắng đen. Tôi làm thử cho bạn xem. Giả sử giờ tôi chọn một cái âm video nào đó bất kỳ đi, giờ tôi chọn cái video clip này đi, thấy chưa? Video clip nào bạn đang chọn thì nó sẽ được tô màu vàng như thế này, tô màu vàng như thế này, bạn thấy chưa? Còn video clip này cái bên thì tôi không chọn thì nó sẽ không tô. Rồi tôi muốn nghe âm thanh, trường hợp giả sử tôi chèn một cái file khác lên trên đi ha, cái connect một cái video khác lên trên đi đó, thì bình thường nếu mà tôi để phát á, thì tôi sẽ phát luôn cái phần hình, cái phần âm thanh của cả hai cái clip này luôn, video này và video này ha, cùng một lúc luôn đó. Trường hợp mà tôi chỉ muốn nghe cái âm thanh của video clip ở trên thôi, clip ở dưới
tôi sẽ cho nó ẩn. Thì tôi sẽ chọn view clip này ha. Đầu tiên tôi sẽ chọn view này là có màu vàng nè, tôi đang chọn nè. Sau đó thì tôi chọn tính năng là solo. Đây tính năng solo đây. Hình cái tai nghe ha, cái headphone nè. Đó. Thì bạn sẽ thấy là cái thì khi bạn rê chuột á thì nó chỉ nghe được cái phần âm thanh của cái view clip ở trên thôi, còn cái view clip ở dưới thì nó bạn sẽ không nghe. Thì nó sẽ được tô màu trắng, trắng đen. Bạn thấy chưa? Bạn nhìn kỹ nè, ở đây nó sẽ tô màu trắng đen rồi. Đó. Chỉ có cái clip mà chúng ta đang nghe được âm thanh thì nó sẽ có cái màu bình thường, màu sắc bình thường thôi. Còn những cái clip còn lại mà nó bị tắt tiếng, tắt audio á thì nó sẽ tô màu trắng đen ha. Rất là hay cái phần solo này. Rồi, tôi muốn tắt cái tính năng solo này để tôi nghe hết toàn bộ âm thanh thì tôi tắt đây. Thấy chưa? Những cái kia thì tự động nó sẽ có màu lại rồi. Có màu sắc lại rồi, thấy chưa? Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta còn cái tính năng là snap tin nè. Thì tương tự như tính năng snap là cái phím tắt là chữ S bên phần mềm Remero vậy, thực hiện cái việc bắt dính thôi ha. Bắt dính là sao? Có nghĩa là giả sử như bạn rê cái sợi tóc bạn gần tới phần cuối hoặc phần đầu của video thì tự động nó sẽ bắt dính vào ha. Hiện tại tôi chưa bật nhưng mà thấy nó chưa dính nè. Thấy chưa? Nó chưa bắt dính vào trong cái phần cuối video nè. Tôi bật tính năng là snapping, phím tắt là chữ N đối với phần mềm Final Cut Pro này á nè. Thấy chưa? Thì tôi di chuyển đến cái gần cuối cái video tự động nó sẽ bị bắt dính nè. Thấy chưa? Nó bắt dính vào phần cuối đó, hoặc là tôi di chuyển đến phần đầu gần được phần đầu thì tự động nó bắt dính nè. Thấy chưa? Cái setup tôi sẽ tự động bắt dính vào cái phần đầu của video clip này. Đó. Thấy chưa? Nó bắt dính nè, tôi bấm to lên cho bạn xem. Chứ tôi di chuyển gần tới thôi nè. Tự động nó sẽ bắt dính nè. Thấy chưa? Tự động nó bắt dính. Còn nếu mà tôi tắt tính năng snapping này rồi, phím tắt là chữ N thì tôi di chuyển tới thì nó sẽ không bắt dính. Thấy chưa? Tôi di chuyển lại gần luôn mà nó không bắt dính luôn nè. Thấy chưa? Rồi, thôi bật thường thì chúng ta thường hay sử dụng tính năng này, snapping bật lên. Rồi thường thì chúng ta sẽ bật cái phần âm thanh thì tùy các bạn. Tiếp theo tới cái phần này là cái phần thay đổi cái phần thay đổi theo cái thanh timeline chúng ta theo chiều dọc hay chiều ngang hoặc là chiều cao thôi. Ha, lít vào đây nè. Đó, thì cái bản hộp thoại chúng ta tùy chỉnh giống như nãy ta chỉ chỉnh bên Remero vậy. Thì thay đổi cái thanh timeline chúng ta giả sử như giờ tôi là đầu tiên thì tôi cho các bạn xem nè. Chúng ta sẽ thay đổi. Thấy chưa? Thay đổi cái thanh timeline chúng ta theo chiều ngang. Lít vào đây là dấu trừ là nhỏ lại, dấu cộng là lớn lên ha. Thế nè. Thấy chưa? Bạn thấy clip chúng ta sẽ tự động giãn ra. Đó. Rồi. Nhưng mà tôi ít khi nào tôi vào đây lắm, mất thời gian lắm. Tôi sử dụng phím tắt là Command. Tôi nhắn thử cho bạn xem ha. Command với dấu cộng hay dấu bằng gì đó. Thì cái thanh timeline chúng ta sẽ lớn lên. Tôi nhắn thử cho bạn ha, phím tắt nè, Command dấu bằng. Ha, dấu bằng hoặc là dấu trừ gì đó ha. Tôi muốn thu nhỏ cái thanh timeline ta theo chiều ngang, tôi đánh Command dấu trừ. Bạn thấy chưa? Thu nhỏ lại Command dấu trừ. Đó, tôi đánh phím tắt ở dưới đây nè. Command dấu trừ. Muốn lớn lên thì Command dấu bằng hay dấu cộng gì đó. Đó. Rồi nó đã di chuyển qua đây thì bạn rê cái thanh trượt qua đây. Thấy chưa? Đó, nó là kéo giãn cái clip chúng ta ra. Thì cái chỉ là cái kéo giãn cái cách hiển thị thanh timeline thôi nha, chứ không phải là kéo giãn cái video clip ha, bạn lưu ý cái phần đó. Nó chỉ kéo giãn cái cách hiển thị thôi. Tôi cho nhỏ lại tí. Rồi, quay lại trong cái nút này á, thì chúng ta đã tùy chỉnh xong cái dấu trừ, dấu cộng, thanh timeline theo chiều ngang. Còn theo chiều dọc thì sao? Thì này hiển thị theo chiều dọc nè. Thấy chưa? Ta đang giảm xuống là bạn thấy là cái clip chúng ta đã thu nhỏ lại đó, nó bị giống như bị đè dẹp lại đó, thấy chưa? Đó, theo chiều dọc. Còn này là kéo giãn ra chiều dọc, nó sẽ kéo giãn clip chúng ta ra. Bạn thấy chưa? Đó, cái clip ta ra rất là rộng theo chiều dọc ha. Cái theo chiều ngang, cái chiều dọc là tóm lại là cái này theo chiều ngang, còn cái trên này là chỉ chỉnh theo chiều dọc cái clip chúng ta. Rồi, còn ở trên đây chúng ta còn cái gì nữa? Ở trên đây chúng ta còn tùy chỉnh là cái cách hiển thị giữa âm thanh và hình ảnh thôi ha. Mặc định thì ta đang ở đây. Nghĩa là bạn thấy view clip chúng ta sẽ có hai phần. Ở trên đây là phần hình ảnh, còn ở dưới đây là cái phần sóng âm là âm thanh ha. Thì mặc định ta chọn cái tùy chọn đầu á thì nó sẽ chỉ có phần sóng âm thôi, nó không hiển thị cái phần hình ảnh. Bạn thấy chưa? Chỉ có sóng âm không có hình ảnh. Tôi chọn tùy chọn cái thì nó sẽ là hình ảnh nó sẽ xuất hiện, sóng âm sẽ nhỏ lại. Từ từ nó sẽ tăng lớn dần, cái phần hình ảnh từ từ nó sẽ lớn dần nè, lớn dần. Đó, phần hình ảnh sẽ từ lớn dần và cái phần hình ảnh sẽ lớn dần và cái phần âm thanh á, phần sóng âm sẽ nhỏ lại. Thì chọn này là cái phần hình ảnh nó thay thế hoàn toàn âm thanh luôn. Cái phần sóng âm sẽ không có, chỉ có hình ảnh thôi, bạn thấy chưa? Đó, thì chọn này đây. Rồi, còn cái cuối cùng luôn á là nó sẽ không có hình ảnh, không có âm thanh luôn, nó chỉ có cái tên của cái file nguồn ta thôi ha. Tên của cái media cái video của ta thôi. Đó. Nó tiết kiệm cái diện tích. Trường hợp mà các bạn làm dự án đơn giản thì có chèn cùng lúc á, thì có khoảng chừng 5-6 dòng thì tương đối đơn giản. Trường hợp các bạn mà làm một cái dự án mà nó lớn á thì nhiều khi bạn chèn mười mấy 20 dòng luôn thì bạn phải thu nhỏ những cái dòng này lại để nó tiết kiệm cái diện tích ha. Đó. Thì ta sẽ chọn từ chỗ này. Đó. Rồi trường hợp đó là đơn giản hướng dẫn các bạn thì ta chọn từ chỗ này đi cho các bạn dễ học.
Rồi, là cơ bản chúng ta đã xong cái phần một số cái thao tác tùy chỉnh bên timeline ha. Tôi nhắc lại là nhấn Ctrl cộng hoặc là Ctrl trừ để tăng cái khoảng cách, thì cái đó tôi thường hay sử dụng nhất. Rồi, còn ở đây là cái hai cái phần hiệu ứng effect với cái transition, thì cái này tôi sẽ nói video khác chuyên biệt hơn ha. Trong cái thanh timeline này thì chúng ta còn cái gì nữa? Còn cái phần thời gian nè. Ha, đây là cái thời gian của chúng ta nè, ha, thời gian của timeline chúng ta là giờ nè, phút nè. Rồi đây là giây nè, đây là frame khung hình nè. Hiện tại cái thanh trượt tôi đang ở thời điểm là bao nhiêu? 14 giây giờ 15 frame ha. Bằng cái thanh trượt chúng ta là cái thằng red line đó, là cái sợi tóc màu đỏ đó ha, chứ không phải là sợi tóc màu trắng đâu, sợi tóc màu đỏ nó đang rê nè. Ha. Bạn được quyền nhấp vào đây để di chuyển cái sợi tóc tôi tới vị trí nào đó tùy. Ở chỉ tôi di chuyển tới vị trí là 5 giây thì đến 500. Enter. Bạn thấy chưa? Thì cái sợi tóc tôi sẽ di chuyển tới 5 giây. Để sử như vậy. Rồi, còn cái đơn vị đo của cái này á, thì nó tương tự như trên thôi, là giờ phút giây nè, giờ phút giây giờ frame. Bạn nhấn dấu Ctrl cộng á, cho nó giãn tối đa ra, giãn tối đa đến mức độ là mỗi một cái này là tính là một frame nè, thấy chưa, mỗi cái này là tính một frame nè đó. Bạn giãn tới tất mức độ tối đa là này, là mỗi cái này là tính một frame. Thì tùy theo cái dự án ban đầu bạn tùy chỉnh là một giây là bao nhiêu frame ha. Một giây có thể là 24 frame, 25 frame, 30, 50 hay 60 frame, bao nhiêu frame nghĩa là khung hình trên giây đó. Rồi, thì hồi xưa thì ta thường hay nghe nói là 24 khung hình trên giây, nghĩa là 24 tấm ảnh ghép lại để được một giây. Hay một giây chính là một cái giây của video chúng ta đó. Thực ra là nó ghép từ 24 tấm ảnh ha. 24 tấm ảnh tĩnh á, ghép lại thành một giây. Một giây để ra được cái chuyển động video clip chúng ta. Rồi ha, tương đối đơn giản ha. Rồi, trong cái phần timeline này chúng ta còn thêm cái gì nữa? Còn thêm cái này là những cái công cụ, thì tôi sẽ nói cái video sau video này ha, công cụ. Đó. Rồi, trong cái phần này chúng ta còn cái bảng index nè. Index là cái bảng thông tin thôi. Thông tin các loại mà clip, các loại clip mà chúng ta chèn vào trong timeline nó phân loại chúng ta ha. Thì mặt thì nó sẽ phân loại là ví dụ như clip nè, text hay là prose. Thì cái clip này phân loại các video hoặc là audio chúng ta ha, clip này nè. Nó phân loại, nó cho biết chúng ta là cái thời lượng bao nhiêu gì đó. Nó phân loại theo video nè, audio âm thanh nè, hay là dạng title. Title là cái chữ viết á, cái văn bản á. Thì sau này chúng ta chèn thì chúng ta click vào đây thì nó sẽ phân loại chúng ta, nó phân loại theo số lượng thôi. Ha, on là tất cả. Còn là text, text này chính là cái phần hiển thị cái những cái phần đánh dấu á. Trường hợp mà clip các bạn có đánh dấu thì nó sẽ hiện phân loại vô đây ha. Đánh dấu là giả sử giờ tôi làm thử cho bạn xem. Giả sử tôi nhấn phím tắt là chữ M. Marker là đánh dấu đó ha. Thấy chưa? Đó, tôi đánh một vài đánh dấu thì ở đây nó sẽ hiện ra cái phần đánh dấu là tại vị trí là bao nhiêu giây, bao nhiêu phút gì nè ha. Tại vị trí 6 giây 8 frame nè ha. Đó. Thì phần text thì nó sẽ hiện thị cái phần đánh dấu đó. Đánh dấu để làm chi? Đánh dấu thì để cho bạn lưu ý cái phần đó nó có cái vấn đề gì đó cần quan tâm, cần chú ý. Thì tới cái phần mắc á, marker thì tôi sẽ nhắc lại ha, tới phần đánh dấu nhắc lại. Còn cái này thì cái gì thì nó phân loại thôi, phân loại theo video hay gì đó. Nói chung là cái bảng index thì nó sẽ bảng thống kê cho bạn số lượng video thôi ha, cho bạn biết thống kê cái bạn có những cái video clip nào trong đây, phân loại ra video, audio hay title thôi ha. Rồi. Thì cái phần này thì trong cái tắt nhấp lại tắt để nó ẩn đi cái index này, mở ẩn. Thấy chưa? Cho cái màn hình timeline chúng ta rộng ra để chúng ta dễ làm việc. Rồi, rồi muốn thu nhỏ lại thì bạn click vào đây. Thu nhỏ video clip chúng ta lại cho nó nhỏ lại, giả sử như vậy, thấy chưa? Rồi, thì trong cái đầu tiên là những cái thao tác cơ bản đối với timeline thôi. Thì sau khi bạn làm nhiều lần rồi bạn sẽ quen với cái giao diện này ha, giao diện làm việc với timeline. Rồi, quay lại cái giáo trình của tôi thì cái trong cái phần mà mục số 6 nè, working in timeline là chỉ có vậy thôi. Rồi qua video sau tôi sẽ hướng dẫn bạn tới cái phần này rất là hay ha, rất là quan trọng trong cái trong giới đối với tất cả các phần mềm chỉnh sửa video luôn, đó chính là các công cụ của phần mềm đó ha, các công cụ chỉnh sửa. Mục số 7 trong cái giáo trình của tôi, editing tool. Rồi, video này chỉ có vậy thôi. Thì nếu các bạn xem video này cảm thấy hay thì các bạn hãy đăng ký cái kênh YouTube của tôi ha. Kênh YouTube tôi là Tú Phan đây. Thì hoặc là các bạn hãy chia sẻ cái video này cho các nhiều bạn bè các bạn biết ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.